rất là mệt, nhưng mà Khương Dừa rất là vui. Khương Dừa cảm ơn ông bà cô chú, các anh chị em và các cháu rất là nhiều. Chưa giờ là từ khi lúc Khương Dừa đăng cái clip lên đó là bà ông bà cô chú tới để mua sầu riêng dùm Khương Dừa, mặc dù biết sầu riêng nó sẽ không có ngon giống như sầu riêng nó vừa chín tới, nó sẽ hơi mềm một xíu, nhưng mà ông bà cô chú vẫn mua ủng hộ Khương Dừa. Bây giờ Khương Dừa đã bán xong rồi ạ. Đây chỉ còn cái này là bỏ nè. Dạ, này là bỏ luôn, không xài được. Còn mấy cái kia là ông bà cô chú mua dùm Khương Dừa là mua theo kiểu là hộp nào còn ngon là lấy, còn hộp nào hư thì bỏ. Khương Dừa cũng không hiểu sao mà Khương Dừa bán được hết, không hiểu sao luôn, rất là xúc động. Với lại chưa giờ Khương Dừa ở đây, Khương Dừa cũng nhận được số tiền rất là nhiều của ông bà cô chú. Đây rồi này, bạn Tú cũng nhận được Khương Dừa. Đây là số tiền của ông bà cô chú gửi cho Khương Dừa, chắc cũng nhiều lắm á, có khi nhiều hơn tiền bán sầu riêng luôn. Ông bà cô chú gửi Khương Dừa ở đây. Khương Dừa dạ chào chào chị. Khương Dừa đây nè, ví dụ như Khương Dừa ghi chú rõ ràng đây là group ai ba mai á. Rồi Khương Dừa cũng cảm ơn các cô chú anh chị đã gửi tiền cho Khương Dừa để giúp các hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó thì cũng có những cô chú tới để nhờ Khương Dừa giúp. Nhưng mà Khương Dừa đã nói rồi, hồi bữa trước Khương Dừa đã cho 8 triệu đó là coi như là cái thông báo mà Khương Dừa không có giúp tại chỗ nữa. Mà ông bà cô chú tới đây thì Khương Dừa cũng sẽ ghi chú lại, Khương Dừa cũng sẽ hỏi thông tin như thế nào, rồi Khương Dừa sẽ có cái hướng giúp sao. Giờ Khương Dừa không có, Khương Dừa không có cho bất cứ tiền mặt nào ở tại đây hết. Giờ có cô, có cô chiều giờ Khương Dừa thật sự Khương Dừa rất là lô bu. Khương Dừa phải gặp các cô chú anh chị, rồi Khương Dừa phải khui sầu riêng, rồi Khương Dừa nói chung làm quần quật, làm giống như mấy đứa nhỏ đây đó. Có đứa giờ nó chưa ăn cơm nữa, giống như Băng Phương giờ là chưa ăn cơm, giờ chuyển thành cơm chiều luôn, nó nguội lắm rồi đó. Nguội đó nha, hết sầu riêng, hết sầu riêng hư rồi tới ăn cơm thiêu nữa, vậy còn bệnh nữa nha. Đó rất là cực. Rồi bữa nay mấy chú bảo vệ rồi cô lao công phụ Khương Dừa rất là cực. Này là cô nè, cô sáng giờ cô lớn tuổi mà cô vô cô phụ Khương Dừa này. Cảm ơn cô nhiều nha. Bữa nay vô đúng một ngày, là đúng ngày, là ngày nữa kêu là bão táp phong ba luôn á, ngày là ấn tượng luôn á cô. Dạ dạ, cô làm từ bên Nón Lá giờ chuyển qua cô làm với Khương Dừa luôn. Mà làm ở đây thì chắc nó đỡ cực hơn, nếu mà mua bông bán ổn định hơn nó đỡ hơn. Nón Lá thì nhậu nhẹt này kia cực hơn, còn chú thì sáng giờ coi giữ xe dùm Khương Dừa cũng cực lắm. Bây giờ thì vẫn còn cô chú anh chị tới để mua ủng hộ Khương Dừa. Nước mắm thì bà con cô bác cũng mua rất là nhiều đó, hôm nay Khương chuyển vừa chuyển qua nước mắm nước tương là sáng giờ bà con cô bác tới hỏi quá trời luôn đó. Còn một cô hồi sớm cũng có mấy chị tới còn rất là trẻ còn khỏe, mà mấy anh chị tới xin tiền Khương Dừa á, Khương Dừa nó không cho, mà mấy anh chị cũng đứng khóc hoài, năn nỉ hoài, khổ thân ghê á. Thay vì cái thời gian mà anh chị tới đây anh chị đứng khóc á, thì anh chị đi làm kiếm cái đồng tiền của mình nó xài nó sẽ thoải mái hơn, mình sẽ tự quyết định được hơn. Dạ giờ thì còn một cô nữa thì Khương Dừa sẽ xin phép Khương Dừa lại hỏi cô thông tin, chia sẻ cô thông tin coi như thế nào, rồi Khương Dừa sẽ có cái hướng giúp sao. Chứ hôm nay Khương Dừa xin phép là Khương Dừa chưa có giúp, chứ không phải là Khương Dừa không giúp hoặc là Khương Dừa giúp. Dạ hỏi trước. Dạ cô. Phan để Khương Dừa lại lấy cái cục thu tiếng để cho cô nói nghe, thôi cô bệnh cô nói cho không nghe. Để cô sợ cô bệnh, cô giọng cô thều thào, cô nói chuyện không nghe. Sao chú? Dạ? Mấy anh tới mua hả? Dạ cho con xin phép con đeo nha con. Dạ con sao nãy giờ cô đợi con lâu vậy? Con lu bu quá, con phải lo cứu con trước, trước khi cứu mọi người. Không có gì đâu, cô đợi được, cô bệnh, cô mệt quá. Cô đi 5 lần rồi giờ hôm nay cô gặp con. Dạ, cô đừng có khóc nha, cô lại luôn, cô đừng có khóc, con sợ lắm, đừng có khóc, không cần khóc, mình khổ là biết rồi, con cũng khổ, sáng giờ 1,5 tấn, 2 tấn sầu riêng nó hư mà con không lẽ con khóc, cô đừng có khóc. Cô chỉ muốn tới đây để cho con giúp đỡ, quay clip cho cô để cô có tiền, cô chữa bệnh,
để cô làm vốn cô đi bán vé số. Đó. Dạ. Cô đang đi bán vé số thì tự cô bệnh quá. Dạ. Cô bán không nổi. Cô mới ở nhà 2-3 tháng nay. Dạ. Bữa cô mệt. Mới ngày bữa thứ 6 cô mệt là cô nhập viện ở 500 bệnh viện 1175 nè. Giấy ứng tiền nè. Ứng 3 triệu mà cô có 1 triệu đóng mà. Dạ. Và cô bệnh gì cô? Cô bị tiểu đường, nó ăn qua tràn, qua gan, qua phổi, cô quá phải nói nó mệt. Dạ. Muốn đi tràn, qua phổi, cô mệt. Dạ. Rồi bảo tử cô bị lép luôn, kinh cảnh cô đi yếu. Dạ, cô cứ chia sẻ cái hoàn cảnh của cô rồi con ghi nhận lại đi. Rồi con có giúp thì con giúp sao. Chứ con có nói rồi. Thì nói chung không phải là con từ chối ông bà cô chú mà tới đây để nhờ con giúp đỡ. Nhưng mà coi như là cái chỗ này để con ghi nhận thông tin đi. Ha. Ghi nhận thông tin rồi con tìm hiểu con giúp sao, chứ giờ con đâu có biết rõ cái hoàn cảnh cô như thế nào. Dạ. Con chưa có biết hướng giúp. Dạ. Dạ. Cô tên Lê Thị Hằng. Dạ. 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 Cô không có con cái gì, có hai vợ chồng. Dạ. Hai chồng giờ đang muốn nhà tháng 2 triệu. Tiền điện nước là 2 triệu sáng mà. Cô ở với nhà chị mắc vậy? Chứ bây giờ không có nhà ở. Nhà người ta ở chừng triệu mấy được rồi. Triệu mấy thì không có, lúc đó cô biết, cô không có. Thì cô phải kiếm từ từ chứ, ở nhà tháng 2 triệu sao cô chịu nổi. 2 triệu 6 sao chịu nổi. Lúc đó cô đi bán vé số với lại ông chồng cô đi là phụ hộ. Dạ. Nhưng mà bây giờ phụ hộ bắt lên lắm, không có công việc, không có chuyện làm. Chồng cô thất nghiệp nay là tháng trời. Mà cô nằm ở nhà 2-3 tháng trời. Từ ngày cô bệnh đến giờ cô không đi bán nổi. Có cái gì người ta cho gạo thì cô ăn mắm tương mắm, chứ cả hai tháng nay cô không biết miếng thịt ra sao, mà không biết miếng cá ra sao, cái tiệm con vậy. Dạ. Có gì nước mắm thì ăn nước mắm, mà nước tương ăn nước tương, mà cô chỉ cần tiền uống thuốc để mau hết bệnh, để cô lên làm có vốn đi buôn bán với số trở lại thôi. Cô dạ. Chỉ mong vậy thôi. Cô chỉ mong mạnh thường quân ngoài nước trong nước, con quay cái clip này lên giùm cô, cho mạnh thường quân giúp đỡ giùm cô, cho cô tiền mau chữa bệnh để cô. Dạ, có giúp là con sẽ giúp cô trước. Cô chú anh chị mới biết rõ hoàn cảnh cô sẽ giúp cô sao. Chứ giờ coi qua cái clip này nhiều khi cô ông bà cô chú cũng không biết rõ hoàn cảnh của cô như thế nào. Cô, dạ. Con cũng nhờ chăm sự, nhờ con chia sẻ giùm cô. Có em trai, hai chai nước mắm 40 đồ đạp. Cô cũng đến đây là nhờ con quay cái clip này để dạ. Cô chia sẻ với con hoàn cảnh cô rất là khó khăn. Cô, dạ. Cô mới đi tìm đến con cũng còn ngoài dạ. Đã từ nào giờ cô không có đi tìm ai, cô nói thiệt. Dạ. Cô khổ thì cô cam chịu thôi, nhưng ngoài đó cô không có nhờ ai giúp đỡ. Dạ. Bà con dòng họ thì cũng có ba người chị, nhưng mà chị cũng có chồng khổ. Dạ. Giờ có hai vợ chồng cô mà không có con cái gì, mà cô ở ngoài Bình Thuận, cô vô đây muốn nhà 20 mấy năm rồi. Dạ. Cô đang ở quận 12 nè, ở đường Nguyễn Nhân Quá, cây dịch tư đổ à. Ở ngoài đó là sao mà nhà trọ mắc dữ vậy cô? 2 triệu đó. Cô ở phòng lớn hả? Cô ở phòng bề ngang 4m, bề dài 6m. Mà điện thì 4.000 tí. Cô ở phòng mắc quá, ở ngoài đó mà sao có giá đó ta? 2 triệu 6, không tin thì con cứ đến, con đến. Ý là không phải không tin cô, nhưng mà ý là cô ở phòng quá mắc. Ở ngoài ông bà già vợ con người đó có người chưa tới 1 triệu phòng nữa mà cô. Lúc này không có chỗ nào 1 triệu phòng, nhỏ nhất là không. Lúc rài mấy rẻ đó cô. Lúc rài là dịch bệnh rồi mà người ta phòng ốc đường tơ giảm bớt lắm á. Đó là 2 triệu một tháng. Dạ. Là 2 triệu rưỡi tháng. Dạ. Điện nước không có tính tiền điện, đó là 2 cô tháng cô chồng cô cứ đi nửa tháng là mang gửi tiền về. Phụ hộ nửa tháng là gửi tiền cho cô. Nửa tháng dạ. Là 2 tầng làm được 1.8 triệu tầng. Dạ. Nửa tháng là được. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô 53 tuổi sinh. Dạ, cô còn cũng mua trẻ chứ. Trẻ mà tự cô mang bệnh tiểu đường nó mắc rồi. Qua rồi. Dạ. Thôi sáng giờ nhiều cô chú tới. Ăn qua gan qua phổi dạ. Hết rồi. Không bỏ 1 tấn mấy rồi. Bỏ 1 tấn mấy rồi, sáng giờ khóc thành một dòng sông. Giờ mấy cô chú mà tới khóc nữa là con vừa thấy con vừa còn chịu không nổi nữa. Ở này chưa chín vậy, ở trong kia kìa, ở trong kia có chị vô kia mấy bạn nó lựa mấy có mấy chín, nó hơi chín xíu. Có gì lấy mấy cái đó ăn nó cũng ngon mà. Em đang giảm giá. Chương chương, lựa cho chị nè chương. Lựa ăn liền cho chị nè. Nước nó tràn qua khỏi con. Dạ. Con ngủ không được. Con ngủ ngồi không? Dạ, máy nước uống hả chú?
Dạ mấy nước uống mấy đứa ơi. Bữa giao ở bên Bình Thạnh này. Dạ. Coi mạng hoài. Coi con hoài hả? Đang chạy xe coi luôn hả chú? Hả? Đang chạy xe coi luôn hả? Trời dạ con nước tiên hả chú? Bữa giao năm máy ở bên chỗ. Dạ. Chú à, giao giao nước máy nước nóng rồi chú. Cô cũng đến đây nhờ chăm sự nữa cho quay phim clip này. Dạ. Giùm cô để cho cô mạnh thường quân ngoài nước trong nước biết cô để con. Bây giờ con thấy tại vì không phải con không muốn giúp, nhưng mà tại vì bà con cô bác tới nhờ con nhiều quá, con thì cũng có khả năng trong khả năng thôi à, cho nên con sẽ ghi nhận, con sẽ không hứa trước. Dạ cái con ghi nhận trước cái gì cũng vậy à, mọi người tới nhờ giúp nhưng mà con phải có sự chọn lọc, sự tìm hiểu. Dạ rồi phụ thuộc khả năng của con nữa. À, cho nên là cô con chia sẻ cô như vậy ha. Còn có con ghi lại thông tin của cô, còn con có giúp được hay không thì con sẽ tìm hiểu sau. Dạ. À, chứ giờ thiệt sự là sáng giờ là con vừa ở đây chắc khoảng 20 trường hợp cô chú tới để nhờ con vừa giúp rồi, nhưng mà tại vì mấy cô chú thấy bữa con vừa cũng một phút nông nổi, con vừa móc, con vừa thấy những hoàn cảnh đó không đáng cho tiền, nhưng mà con vừa chú bỏ con hả? Thì lý do là cái chỗ làm ăn. Dạ. Thì làm ăn, còn cái việc gì mình giúp thì mình làm việc tốt thì cũng là quý lắm. Dạ. Chứ không phải là ấy, nhưng mà mình cũng phải như thế nào, chứ còn chỗ làm ăn mình cứ vậy nếu cũng khó thật là. Dạ giờ dạ, thì mình đang bận bịu làm ăn như vậy thì nó bị hư bị này nọ thì dạ. Đâu có ai chịu đâu. Dạ nó phải lo cho bà con thì bà con mình phải cho nhường lại chỗ làm ăn cho nó để nó có dạ. Nó có lời thì nó mới có cái túi giúp được bà con. Dạ mà mình cứ về riết thì nó cũng hơi khó, thì nó kẹt cái nó mình làm như vậy thì đương nhiên cái tiếng một người coi rồi cái truyền ra nhiều người rồi cứ nói là thương vừa là giàu chết nó rồi. Dạ làm bao nhiêu rồi cho đủ, làm lương nó cũng là công ăn. Dạ nhưng qua là nó lên list thật sự thì được mọi người nước ngoài người ta hỗ trợ để giúp đỡ, chứ con đâu có giúp hết được đâu. Thì nó cũng đồng lương, nó cũng đồng lương đâu. Dạ con chỉ giúp cho người giàu nó chịu à, được lên list thì người ta tin tưởng vào nó. Dạ người ta mới hỗ trợ, cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ để con có được cái niềm tin của mọi người. Dạ vì mình làm đúng. Dạ nữ ra cố gắng lại dằn lại nén lại, giờ không có dằn đúng hết tiền rồi, với lại cũng không chia sẻ mình cũng lên như vậy. Dạ nhưng mà mình xin tìm hiểu sao. Dạ đã đúng cái rồi thứ, cái thứ hai để khi mình tìm hiểu thì được mọi người người ta coi clip người ta thấy cảm thấy cảm xác nhận hơn. Dạ xác nhận đó chúng ta giúp đỡ. Dạ chứ còn riêng bản thân nó thì cứ vậy riết thì cũng kẹt khẩu. Dạ. Dạ tại con có ở đây con đâu cũng, con cũng biết mọi người đâu đúng ra luôn, cả bên gia đình của nó thì cũng có nhiều người cũng khó đó. Dạ thấy rõ bà con mà nó cũng không giúp chút. Dạ nó giúp ngoài không nó là mức độ đó mình biết rồi. Rồi. Dạ chú. Hay lắm, ở nhà bà xã phái coi lắm, coi liên dạ, tục luôn, ngày dạ, nào cũng coi. Không có bỏ clip nào. Hay lắm, ngày nào bố một bạn anh vậy. Ghét lắm. Dạ, con vô coi. Rồi mới thấy đăng lên á bị hư thụ đi chạy qua. Dạ. Cô đi về ba trái này không hết được. Cô khi nào cô ăn? Bây giờ. Ủa bây giờ chưa chín liền cô ơi. Bây giờ chín cô ăn chín liền ở trong. Còn kêu mấy đứa nó lựa. Dạ. Bên kia xa quá kỳ này. Dạ. Em cũng còn qua. Dạ dạ. Rồi nó lên. Bé ơi bé lựa lựa cho cô mấy trái liền nè. Nhưng mà ở đây không có chín đâu. Như mình tránh chiều thấy có bao nhiêu đi làm ngang về thấy nóc lửa. Chắc bữa nay bà hết rồi sao á? Thôi là bà đi giao, bà vừa bán vừa giao luôn. Mà giờ làm nữa con. Dạ bà vừa bán vừa giao luôn á. Bà sớm thấy mở cửa. Dạ. Dạ ngày mai cho cô. Dạ để con kêu mấy đứa nó lựa, nó kiểm tra. Dạ dạ dạ, để con kêu mấy đứa kiểm tra cho con nói chuyện cô này xong con lựa cho cô nha. Cô đợi con một xíu.
nhiều khi nó gián đoạn là không ăn cũng được. Đúng nhưng mà vậy. Tại vì biết sao cô chú thầy thôi chắc họ cũng khó khăn họ tới nhờ mình giúp thì thôi mình giờ mình tiếp nhận giờ mình tiếp nhận tìm hiểu thông tin đến rồi một người mình giúp được thì mình nhiều người khác dạ. Cứ đến cứ nghĩ còn đến còn là trước sau không có tiền nhiều, dạ. Nhiều người ta không chịu đi lại dạ còn có mình giúp như vậy thì dạ. Lại không có đúng giống như bà cụ vui bán số bà ngoại bán số á dạ. Thì cái đó thì ok dạ. Vì thằng gì nó bị bệnh dạ. Nó bị tai nạn thành tử mình cái đó mình giúp được như bé Thảo thì ok hết dạ thấy không làm, chú. Nhưng mà mình làm như vậy rất hay dạ. Không chứ chắc là khó người làm được dạ. Chữ mình giúp người ta cái cần câu chứ không có còn dạ. Cho cả dạ con như muốn vậy giúp vậy đúng. Đó chứ mà giúp mà bệnh hoạn này kia con giúp không sao cái bệnh hoạn mà cái cứu cái hai mẹ con mà trong bệnh viện á cứu được đó đó thì đó là cứu mạng luôn á cứu mạng mấy đó là có nhiều cái bệnh nan y mà vô phương mình theo gì người ta tính đó là đớp nhưng mà mình đủ nó vô nó giúp được chứ có số tiền để người ta trị liền mổ liền ngay liền rốt cuộc là cứu sống cứu được mẹ cho con đó đó là những cái việc làm phải nói là hay dạ, lắm có duyên lắm có duyên lắm mới làm được chứ không phải là muốn làm được gì làm dạ. Dạ. Nhiều người làm dạ. Nhưng mà không làm được dạ nó làm được nó coi tao coi hoài nó không bao giờ chán dạ cảm ơn chú là vậy dạ cảm ơn chú mình thấy cái việc dạ. Làm hay dạ còn có họ chửi thì người đời dạ những người đó là mình biết rồi dạ họ tất nhiên là họ cứ nghĩ họ đến mình là sẽ có tiền dạ nhưng mà đến không có họ chửi họ chửi vậy đó dạ cái đó sáng là... nè sáng có mấy cô chú lớn lớn nè tới tưởng đâu tới đây là để con phát tiền dạ. Xong cái con không có con nó con không có giúp được họ quen họ chửi thôi cái đó là chuyện phải dạ. Nói là nó vậy đó nhưng mà không phải là vì bản thân nó cũng đi làm thấy nó bán vui vậy bao nhiêu nhân viên của nó nữa nó phải lo hết gồng gánh hết lấy đâu ra mà dư giả nhiều dạ. Thành thử ra là mình thấy mấy người bán ở ngoài mình biết rồi dạ. Nữ riêng cái vấn đề nó bán thì để nó có được cái đồng lãi suất đó thì nó mới giúp mọi người chứ không phải là tự nhiên nó có tiền được còn trừ ra dạ, đúng bà con có một số người bà con người ta cho một mối tiền về tự tâm nó tự quyết định nó giúp đó là người ta tin tưởng vào cái việc đó nhưng mà cái dạ. Duyên kìa dạ có duyên chứ là tiền đó là đâu lấy bậy bạ được chứ còn nó lấy nó cứ cho tùm lum hết thì là người ta không có cho nữa đâu không gửi con nữa đâu dạ người ta không tin tưởng người ta không giao nữa dạ. Cái đó là rõ ràng còn người ta tin tưởng nó làm đúng là người ta tin tưởng người ta mới giao tiền để nó nhắm ai giúp được nhất chứ nó cũng đâu có giữ gì hết dạ, dạ. Rõ ràng đi xuống dưới Bến Tre nó cầm cái cọc để đưa ra cho mọi người coi là để giúp người này người kia người nọ nó bao nhiêu tiền gửi bà con là nó đều để riêng ra dạ. con thì con cái dở cái là con không có nói được cái tên ai gửi tại vì mọi người gửi cái con đẩy vô một phong bì á tự nhiên cái công việc nhiều quá con không nhớ nên nhưng mà bà con cô bác cũng thương cũng nói thôi cứ cho đi không cần nhắc gì đó không cần ghi chú khi mà tin tưởng là cho dạ thì người ta cũng không cần biết là dạ. Mình làm gì dạ giống như cho mình rồi mình muốn giữ là mày của quyền mày dạ. Muốn xài là quyền mày cho bậy bạ mày ra mày gánh không mày cho bậy bạ thì út không đưa nữa vậy thôi dạ. Còn mà làm đúng thì họ cứ việc họ tin vào đó thì cứ giúp vô để mà nó đi giúp đỡ dạ. Đó là như vậy dạ cảm ơn chứ chú nhiều lúc cô bác mình không hiểu rồi cứ đến rồi thấy bán buôn mà đến dạ. Như vậy thấy cũng khó cũng khổ dạ. Thứ nhất là buổi sáng nó mở cửa chứ đâu phải con mà giàu có tối ngày con sắp tiền đi cho mọi người đâu đi làm chứ bỏ một bữa là hôm nay là 2 tấn nó hư là biết bao nhiêu tiền thôi thì cái phần đó ai gánh 1 tấn là nó khoảng bà con cô bác 1 tấn là nó bán khoảng 110 triệu ủa đúng rồi rồi 1 tấn sầu riêng là khoảng là 110 triệu 2 tấn là 200 mấy chục triệu như là nó bị lỗ vậy có người hỗ trợ cho lại nó thì cái đó ok đó đâu có được vậy dạ. Thử ra là cũng phải mình phải thông cảm dạ. Ví dụ cô bác nào mà có đến thì buổi chiều vậy thì cũng đỡ đừng vào lúc sáng sớm mở cửa người mà mua bán họ đều dạ, dạ. Vậy hết họ đều dạ. Tin tưởng vào cái lúc mở cửa mở hàng mà mở cửa ra cái chưa ơi lựa giùm anh một trái luôn chưa ra bà bụng đó nó bán buồn mà khó con là thuộc dạng là con không có tin gì đoan lắm mà sáng là mở cửa nhiều khi cũng tiếp lại luôn á nhưng mà thiệt sự xuống, dạ dạ trước dạ đúng như ông nói là giờ mình lo trước mình
nói nghe là nói giờ con có một tấn mấy đồng viên con bị dục, thôi giờ con lo trước con đi, bà ngoại bà nội con bị bệnh con cũng có tiền để cho. Dạ. Đó là cái câu nói thật lòng. Dạ. Mà cũng là nó cảm thấy khó vào cái hàng quá, thấy không? Mà nói chung là mình cô ác mình cũng nên thông cảm dừng những cái chuyện đó. Dạ. Còn đừng có gì một hai tiếng chửi của người ta rồi cảm thấy buồn cảm thấy đồ bún đó tao coi tao dặn mà tao buông nước. Dạ. Nó chết rồi, vừa làm vậy là chết rồi. Dạ. Là chết bản thân con. Chết đó. Con á. Con biết mà. Không phải là bà con của bác gì hết, nhưng mà bản thân nó cũng buồn quá, ai đến cũng móc ra đưa thì đồng 8 triệu bạc một ngày kiếm đâu ra. Dạ. Cho làm giám đốc luôn á. À, cho làm giám đốc luôn á. Cũng ra nữa. Lương giám đốc ngày con không đến 8 triệu đâu. Bởi vậy mà. Dạ. Lúc em ở gần đây hả? Đường hả? Okay. Dạ. Khi nào em ăn? Khi ăn liền ha. Rồi, ok. Bên đường ha. Rồi. Ok. Rồi bán hủ tiếu. À. Một ký cơm ha. Thôi vậy nha cô, vậy con ghi chú thông tin cô, giờ con kêu con bé trợ lý con nó ghi thông tin của cô lại. Vậy đi chứ con. Dạ. Nhờ con sẽ không hứa trước. Mà tất cả là điều giúp là giờ không đi. Dạ. Dạ. Chứ không phải là mình dạ. Đúng là được. Dạ. Cái duyên tự nhiên là dạ. Tìm của mình. Dạ. Dạ. Con cũng nhờ con. Dạ dạ. Con dạ. Nhưng mà thật sự khu quá khổ. Dạ. Con đến đây con nhờ con. Đúng đúng. Tất cả mình đến nhờ nó là hoàn toàn mình khổ. Dạ. Mình biết. Con nói thiệt là hôm qua cửa thứ 6 vô đóng tiền nhà thương 3 triệu mà có chồng em đi làm về còn có 1 triệu đóng tiền nhà rồi còn có 1 triệu ứng mà người ta không chịu, người ta đòi 3 triệu bên viện 115 á. 17 năm mà làm cái đơn. Làm cái đơn đưa. Em Phú ơi Bình Thuận. Phường phường ký. Em ở Tú Bình Thuận, em vô đây tạm trú. Dạ, tạm trú quận 12 hai mấy năm rồi. Mấy mấy cái trường hợp đó mà làm đơn đưa phường ký vô rồi. Dạ đúng rồi. Trên bệnh viện mình dạ. Để đó có thể là mình nợ được mà. Dạ. Không có 3 triệu nó không có chán này cô mới xuất viện, cô xin xuất viện đi về. Bây giờ không có tiền Trúc ơi Trúc. À, lấy một ký cơm cơm ăn gửi cho tiệm hủ tiếu. Đó quên. Thôi vậy đi con ha. Giờ để con tiếp mấy cô chú rồi nữa để con bán cho nó xong. Dạ. Dạ, còn con mà bán được buôn mai bán đất thì thôi con giúp mọi người chuyển nó bình thường. Dạ. Dạ dạ rồi vậy nha cô. Nó ăn càng qua khỏi. Dạ dạ. Cô chân cẳng con đi yếu lắm. Dạ con biết rồi. Dạ dạ dạ. Nhưng mà con phải tìm hiểu cái đã. Nha cô. Dạ. Rồi con xin phép cô nha. Dạ xin phép cô. Con bé Tú nó sẽ ghi thông tin của cô lại. Dạ. Dạ rồi nói chung là cô chú ai cũng khó khăn á. Bà con cô bác thì rất là khó khăn nên mới tới tìm Phương Dừa. Mà bây giờ Phương Dừa ghi chú ghi nhận lại thông tin đi. Rồi Phương Dừa tìm hiểu rồi giúp làm sao, hướng giúp thế nào thì mình tính tiếp. Dạ, cảm ơn bà con cô bác. Chào tạm biệt bà con cô bác. Hẹn lại bà con ở trong một clip theo. Bye bye.